Hướng dẫn sử dụng máy ép chậm Promix PM800. Gạt công tắc sang nút On để khởi động máy. Ấn giữ nút Reverser, máy sẽ đảo chiều trục ép. Sử dụng chức năng này trong trường hợp kẹt bã. Nhả về mức giữa, máy sẽ tắt. Ống tiếp nguyên liệu hai chức năng: ống mở hẹp khi sử dụng cùng que nhồi và ống mở rộng khi ép hoa quả to. Nhấp que vừa đủ để đẩy hoa quả xuống trục ép, không nhấp quá mạnh tay. Lưu ý khi máy đang ép, luôn mở vòi ra,